Hôm nay trời nắng tuyệt vời. Sáng giờ là chăm mai để mình chuẩn bị đón Tết đây. À, cái này là cúc thọ hương. Cúc thọ hương này thì cây cúc thọ hương này thì chưa có chơi Tết được. Cây này cây mai năm cánh nhưng mà bông nó chuồn chuồn xấu quá cho nên là phải ghép cúc thọ hương. Đó. Cúc thọ hương ghép cúc. Đây. Này là siêu bông mình lại xanh nước. Phú Tân. Ok. Số cây chưa ghép. Đây. Window nhị ngọc toàn đó. Siêu bông hết, ghép siêu bông hết đây. Sáng nay mới tới làng đó, nguyên làng này là chào đón Tết là đó. Mua sang kinh của bà cả. Có gia nhà. Có nhà anh. Trời ơi, tôi mua sang kinh đúng không? Sao không? Cảm giác muốn ăn sao đi không? Ừ. Con lấy một muối luôn đi Tương. Hả? Đó, bà thấy nó già nó nhằn không? Con lấy một muối vậy nè. Ủa bà, cho rồi. Ui dồi ôi, để con mua sang kinh à. Ui dồi ôi. Ngon ăn chứ. Ừ. Ừ. Đó. Ok. Ngon. Vậy là Kim Liên ăn ngon. Mua sang kinh nó ngon. Nó đắng đắng ngon. Đây là củ sành ngon. Khung cảnh chuẩn bị quà đi từ thiện ở Bắc Mỹ. Người tài trợ chính để các assistant chú Mít đứng từ Đà Nẵng vào để phụ nuôi người mẫu con dài này rất bé. Ủa các tường ở các ăn đâu? Dạ nói. Ủa, ông bên mới thôi con sợ con về cái ăn nhà nó ăn tí nữa luôn. Đây chuẩn bị. Ủa trời tối rồi sao đi biết chỗ đi không? Ừ. Cảm ơn mình. Dứt quê. Rồi. Quay chưa? Rồi quay. Mất gì muốn được thì mất. Hôm nay bóp cả buổi sáng luôn. Cái mùi súp trầy ở đâu vậy? Súp trầy mỡ. Mát rồi. Có gừng đồ hết mà.
Natural. Vị của thiên nhiên. Đúng, chính xác. Rất là hoang dã. Không. Lấy cái muỗng đi. Chứ lấy muỗng nào? Lấy cái muỗng mà. Rồi. Bật hai một con khó nữa rồi chứ gì. Bật nắp vàng, bắt Triệu qua. Chứ lấy cái muỗng to à? Mỗi tuần cùng Triệu phần thưởng. Chị Nhi. Lấy cái muỗng to. Lấy muỗng to đi, cho Nhi đi mít. Không, ăn thử để người ta review. Đêm qua. Đó, lấy cái bát đó, mít. Ừ, múc cơm mới múc được. Rồi. Rồi, cho Nhi thử đã, cho Nhi thử mít. Ăn đây. Rồi, được rồi. Cho Nhi thử coi. Ủa, Nhi có đoạn sao sai chưa? Cô em cho hả? Cô em có làm không? Đây làm. Rồi, vậy đây làm. Ừ, nó không có đặt, mình đâu có bỏ hết chất gì đâu. Người ta không đặt là người ta cạo cái bỏ con mực á. Năng mực á. Rồi. Đưa lấy bát thử miếng đi nè. Ăn thử miếng đi. Thì bỏ đường. Bát. 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 Thử cái đi đã. Để ăn cho để tao quay.